Gọi Subin là hoàng tử toàn năng vì Subin làm gì cũng giỏi. Không thể phủ nhận anh chàng bước lên một tầm cao mới ngay sau nửa đầu của cuộc thi, chỉ có tài năng và tài năng hơn qua các công diễn. Là cái tên cực nóng khi công bố tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Subin trở thành hiện tượng trong đội hình các anh trai khi liên tục gặt hái các thành tích. Sân khấu với chất lượng và sự chú ý cực khủng tăng lên theo từng vòng công diễn. Chỉ sau nửa đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Subin đã trở thành một gương mặt đắt giá và thu về một lực lượng fan mới ủng hộ hùng hậu. Và không ngần ngại khi có thể khẳng định đến lúc này, Subin chính là anh tài nổi bật số 1 của chương trình. Subin, hoàng tử all-rounder, ca hát, vũ đạo, làm nhạc đều giỏi. Khán giả ai cũng biết rằng hoàng tử ballad Subin sở hữu chất giọng và kỹ năng biểu diễn trên sân khấu cực khủng. Trước khi tham dự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Subin đã là một trong những nghệ sĩ V-pop hàng đầu với gia tài các bản hit đồ sộ. Subin đã là một trong những trường hợp không dễ gặp của làng nhạc Việt. Subin vừa có thể là một chàng hoàng tử ballad với chất giọng cao vút, trình diễn các bản tình ca đầy ngọt ngào và rung động. Bên cạnh đó, Subin lại vừa có thể là một performer đỉnh cao với thần thái sân khấu và vũ đạo cực kỳ hút hồn. Ở mảng ballad, Subin có bản tình ca được xếp vào hàng quốc dân phía sau một cô gái với hơn 250 triệu view trên YouTube cho bản audio tính đến thời điểm hiện tại. Loạt các bản ballad do Subin thể hiện đều chạm đến cảm xúc của khán giả như Đi Để Trở Về, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy. Tất cả mang đến cho Subin danh hiệu là một trong các hoàng tử ballad của V-pop, đủ thấy sức hút mãnh liệt của nam ca sĩ với dòng nhạc này ra sao. Đáng chú ý, khi chính thức đầu quân về Space The Big Cơm Giúp, Subin có màn lột xác từ chàng hoàng tử ballad thành playboy. Dân chơi, ra mắt EP The Player với phần hình ảnh lẫn âm nhạc lột xác hoàn toàn. Subin tiếp tục gặt hái thành công với Blackjack, Trò Chơi, Beautiful Monster. Và đỉnh cao nhất chính là tháng 5, phần trình diễn đặc biệt kết hợp với phù thủy âm nhạc Slim V. Kể từ đây, cặp bài trùng Subin, Slim V cũng chính thức ra đời, tương tự với bộ đôi Binzy, Tua Liver trước đó của Space The Picker. Cả Subin và Slim V đều có nền tảng từ âm nhạc Hàn Lâm, phát triển cùng với nhạc điện tử, nên đã có những cú bắt tay thực sự tâm đắc. Còn nhớ trước khi tham dự show, Subin trải qua một thời gian khá dài lúng túng, mất định hướng với các sản phẩm âm nhạc không bùng nổ như kỳ vọng kể từ sau hiện tượng tháng 5 và EP Player quá thành công. Album bật nó lên cùng loạt các MV trong album thể hiện một Subin thực sự loay hoay. Anh chàng từng chật vật tìm kiếm định hướng trong âm nhạc vài tháng trước lại giữ vững phong độ và vươn lên trở thành một ngôi sao ấn tượng đến như vậy. Bởi dù tài năng, có phong cách riêng cùng thái độ làm việc chăm chỉ nhưng sự nỗ lực và cố gắng của anh chàng gần như không được công chúng thực sự để ý và ủng hộ cho đến show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, Subin có nội lực tiềm tàng khổng lồ cộng với tài năng nghệ thuật thuần túy. Sự kính nghiệp. Tất cả chỉ cần một chất xúc tác, mà ở đây là show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, để thổi bùng mọi thứ. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sân chơi này là của Subin. Từ vòng concert đầu tiên cho đến hai công diễn vừa qua, Subin vẫn đang là cái tên tạo nhiệt rất tốt. Đầu tiên là sân khấu solo giá như hay sân khấu nhóm trình diễn nước hoa cùng các nam thần rực lửa. Subin tiếp tục gây sốt một lần nữa với màn trình diễn chống cơm kết hợp với nhạc điện tử cùng sự đồng hành của nghệ sĩ nhân dân Tự Long và Cường Seven. Và gần nhất là sân khấu vocal chợt nghe Bước Em về cùng Liên Minh Tinh Tú. Tuy vậy, anh tài không chỉ gói gọn khả năng của mình trong mảng vocal như một anh tài chỉ biết hát, mà thực sự dấn thân thử sức mọi concept và sân khấu. Đầu tiên, hot nhất phải kể đến màn live thần sầu ca khúc giá như của Subin. Nam ca sĩ gốc Hà Nội phô diễn nốt cao thương hiệu, vocal tràn đầy cảm xúc kết hợp với phần thể hiện vũ đạo solo bùng nổ. Hơn hết, phần trình diễn solo của anh chàng còn được dàn dựng thêm hiệu ứng cát rơi, ngay lập tức gây bão truyền thông, tạo nên một làn sóng bàn tán về sân khấu cực nghệ của anh chàng. Subin từng thổ lộ tiết mục mở màn này gần như là một trong những sân khấu để đời trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh. Trong cuộc đời của một nghệ sĩ rất hiếm có được những khoảnh khắc thăng hoa như thế và tôi rất may mắn khi được trải nghiệm nó hai lần. Đấy là màn trình diễn tại Cosmic và tiết mục giá như tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi rất tâm đắc với tiết mục này và nó thật sự là một dấu ấn trong sự nghiệp mà tôi sẽ luôn tự hào. Từ sân khấu solo lại chuyển sang sân khấu nhóm chấn động khi kết hợp thành nhóm để cùng trình diễn ca khúc Nước Hoa cùng Cây Trần. Kiên Ứng và Cường Seven, Subin cũng được ví như hóa thân thành một idol K-pop thực thụ. Sân khấu Nước Hoa với phần phối khí sôi động, hiện đại, vũ đạo cuốn hút và thần thái tựa nam thần của bốn anh tài đã trở thành một trong những màn trình diễn vai rồ bậc nhất trên mạng xã hội. Khán giả nhận xét, tổ hợp Subin, Cây Trần, Cường Seven, Kiên Ứng y như nhóm nhạc nam ngoài đời, vai trò và live hát được phân chia rõ ràng.
Trong đó, Subin tựa như giọng ca chính, Cây Trần đảm nhiệm phần vi rua trong khi bộ đôi Cường Seven, Kiên Ứng đảm nhận giáp và Đen. Sau sân khấu này, anh Tài ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân của các anh Tài với 1.190 điểm. Trên nền tảng YouTube, tính đến ngày 13 tháng 8, sân khấu solo Giá Như của Subin đạt hơn 2,2 triệu lượt xem. Màn trình diễn nhóm nước hoa đạt hơn 1,4 triệu lượt xem và từng đạt hạng thăng 18 trên bảng xếp hạng top trending ngay khi ra mắt. Thỏa sức trình diễn kỹ năng vũ đạo cùng chơi đàn, hát live, trong công diễn hài gần nhất, Subin trở về với dòng nhạc ballad quen thuộc với chợt nghe bước MV và cover ca khúc nổi tiếng của Nu Phước Thịnh, Những Kẻ Mộng Mơ. Với concept xoay quanh các nhân vật trong tiệm đồ chơi tinh tú, chàng hoàng tử Subin khiến fan mê mẩn với hình ảnh chàng trai hát ballad thuần túy, thể hiện những nốt cao kịch trần, lần nữa khẳng định bản lĩnh và phong độ của anh Tài trong các màn dự thi. Chỉ có tốt hơn chứ không có tốt nhất. Khi màn trình diễn đầu tiên lên sóng và được mọi người yêu thích, vừa là niềm vui mà cũng vừa là áp lực. Và điều tôi lo sợ nhất chính là mình không đáp ứng được những lời khen ngợi và kỳ vọng mà khán giả dành cho mình. Subin chia sẻ. Subin và những điều chưa bao giờ làm trước đó, nhưng đến anh trai vượt ngàn trong gai lại gây sửng sốt vì làm quá tốt. Nếu như nói mãi về khả năng hát và trình diễn thì vòng concert và công diễn 2 tuy bùng nổ nhưng cũng không gây quá nhiều ngạc nhiên. Bởi lẽ đó là những điều Subin đều làm được từ trước đến nay. Phải nói đến siêu sân khấu chống cơm của công diễn 1, sự xuất chúng của Subin mới thể hiện rõ nét. Giữa trang phục truyền thống áo dài khăn đóng, những điệu hò của dân ca Bắc Bộ, tiếng chống cơm, Subin chơi đàn bầu trên nền nhạc điện tử đầy mới lạ. Bắt tai và đầy tự hào là một trong những khoảnh khắc chiếm sóng nhất sau tập công diễn 1. Ngoài ra, phần giáp của APG và lời hát mới của Subin và XSerzo cũng được thêm vào bản phối mới của chống cơm. Tưởng chừng như sẽ khó có thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Giá Như và Nước Hoa từ vòng concert. Subin mang đến phần trình diễn mãn nhãn từ hình ảnh đến âm thanh với bài thi ở công diễn 1 như khẳng định điều ngược lại. Từ khoảnh khắc anh chàng thể hiện giọng hát đến bật những nốt đàn bầu điệu nghệ trên sân khấu khiến chống cơm ngay lập tức xoán ngôi Nước Hoa. Anh chàng tạo ra chuỗi hit trên các sân khấu mà mình tham gia, xếp top đầu các màn trình diễn được bàn tán nhiều và yêu thích nhất sau khi phát sóng. Hình ảnh anh Tài từng theo bố chơi đàn bầu từ khi còn nhỏ cũng được cả fan lẫn chương trình đào lên và liên tục chia sẻ, tạo thành một trong những điểm nhấn khó quên cho nam ca sĩ. Chống cơm đã trở thành sân khấu nhóm có lượt view khủng bậc nhất sau anh trai vượt ngàn trong gai với hơn 4,1 triệu view, cùng vị trí thăng 1 dẫn đầu top trending trên nền tảng YouTube cùng hàng loạt lượt bình luận và ủng hộ sôi nổi trên mạng xã hội. Đến hiện tại, dù đã sang công diễn 2, song chống cơm vẫn có độ thảo luận cực cao. Để có được sân khấu chống cơm vai rồi như vậy, một phần cũng nhờ anh Tài Subin khi mời được nghệ sĩ nhân dân Tự Long về đội của mình. Một khán giả đưa ra phân tích được nhiều cư dân mạng đồng lòng, thực sự rất ấn tượng với sự lễ phép và kiên định của Subin. Lúc thuyết phục chú Tự Long đầu tiên đã nói rõ quan điểm và mong muốn của mình, chú vào đội thì sẽ có thể đạt được những gì. Rất rõ ràng nhưng vẫn lễ phép lịch sự. Sau đó để chú có thời gian suy nghĩ, không thúc ép nhưng vẫn hướng về chú, không đi hỏi thêm thành viên nào khác. Đoạn được chọn thì thật sự vỡ òa, có thể cảm giác được Subin đang nín thở luôn ấy. Khán giả nhận ra Subin ngày càng khẳng định bản thân không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một chàng trai có chính kiến. Kiên định, rất cầu thị, bộc lộ hết tất cả tài năng sân khấu lẫn kỹ năng mềm sau sân khấu, mang về thêm một lượng người hâm mộ mới không hề ít. Trên sân khấu và dưới sân khấu, thực sự là một của hiếm của show anh trai và cả làng nhạc Việt. Chú Tự Long thật sự đã phải đắn đo và lo lắng về sức khỏe đáp ứng cho lịch trình tập luyện của đội chống cơm. Chính vì thế, sự quyết tâm và hết mình của Subin dù phải ra Hà Nội để tập luyện đã khiến chú Tự Long gật đầu. Cường Seven thậm chí còn cảm thấy thiêng liêng mỗi khi xem lại phân đoạn chiêu mộ này. Mình cũng thích cách Subin đến xin lỗi các thành viên nhóm còn lại ngay sau đó, rất hiểu chuyện luôn. Thật sự thấy được tâm huyết và sự quyết tâm phải có được chú Long trong đội của Subin và mình nghĩ chú Long cũng thấy được điều đó và đã quyết định chọn đánh đổi dù không hề dễ dàng với chú. Subin xứng đáng được đặt ở vị trí cao hơn. Như vậy, có thể thấy được anh Tài đang thực sự tận hưởng và đầu tư để được thỏa với đam mê nghệ thuật của chính mình trong xuyên suốt các vòng thi của anh trai vượt ngàn trong gai. Không chỉ là trên sân khấu, Subin tỏa sáng và chín muồi thực sự từ kỹ năng lẫn những khoảnh khắc hậu trường khi giao lưu cùng các anh trai. Khi được xem anh Tài chia sẻ và giao lưu trong hội thao cùng các anh trai, khán giả mới nhận ra đằng sau người nghệ sĩ ngầu đét bao nhiêu năm qua lại là một chàng trai hài hước, ấm áp và dễ gần đến thế. Chia sẻ về những điều sắp tới trong hành trình của chính mình, Subin cho biết, những người biết thì đã biết. Những người trân trọng những gì mình làm, họ vẫn luôn ở đấy và nghĩ mình ở một vị thế nào đấy. Cũng sẽ có những cảm thấy lâu rồi Subin không có hit, hay lâu rồi không thấy Subin hoạt động sôi nổi, họ đặt dấu hỏi.
và tôi biết chuyện đó. Nhưng với Subin thì câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc, nó có thể kiếm được tiền, có thể nuôi sống được bản thân là một chuyện. Nhưng với sự nghiệp, có thể thấy hạnh phúc với nó không thì lại là chuyện khác. Trước khi đến với chương trình, quả thật, chàng trai nổi tiếng ở địa hạt Ballad Việt Nam từng loay hoay khi thay đổi định hướng âm nhạc vì muốn khám phá cũng như thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực và dòng nhạc khác nhau. Hoàng tử Ballad trở lại với sở trường nhạc nhẹ nhưng vẫn không tài nào bật lên được. Nếu không có anh trai vượt ngàn chông gai, công chúng có lẽ sẽ mất đi cơ hội được chiêm ngưỡng một tài năng đặc biệt như Subin. Đồng hành cùng các anh tài lâu năm trong nghề, Subin cũng từng tranh thủ xin lời khuyên, nghe các anh nói về quãng đời làm nghề mà tôi thấy rằng mình mới chỉ đi được quãng đường thôi. Còn quãng đường làm nghề phía trước nữa, nếu có một lúc nào đó tôi cảm thấy chán nản, tôi sẽ nghĩ về những lúc như thế này để mà cố gắng. Ở các vòng công diễn tiếp theo, dù chưa biết Subin sẽ biểu diễn tiết mục gì, nhưng các khán giả đã sẵn sàng xem anh chàng bung các kỹ năng mới mẻ hay thậm chí sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ mà đến khán giả còn chưa kịp tưởng tượng ra. Và rõ ràng, kết thúc anh trai vượt ngàn chông gai dù ở vị thế như thế nào, Subin đã thực sự thuyết phục được số đông khán giả đại chúng về tài năng thực thụ cùng niềm đam mê cháy bỏng trong âm nhạc lớn ra sao. Trước anh trai vượt ngàn chông gai, Subin đã là một ngôi sao lớn của làng nhạc Việt, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng, sau khi chui rèn qua anh trai vượt ngàn chông gai, Subin được ví như được cường hóa, trở thành một chiến binh phun giáp với mọi tinh hoa đều được phát tiết, đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau chương trình, một sản phẩm bùng nổ chắc chắn sẽ đủ để đưa Subin lên một tầm cao mới mà anh hoàn toàn xứng đáng có được với những gì đã miệt mài cống hiến.